Nhắc đến laptop gaming thì ngay lập tức trong suy nghĩ của rất nhiều người sẽ là cấu hình mạnh mẽ, ngoại hình hầm hố, đậm chất game thủ và giá đắt. Phân khúc giá của laptop gaming khá đa dạng, không khó để có thể bắt gặp mẫu laptop có giá trị lên đến 100 triệu đồng. Tuy nhiên thì không phải ai cũng có đủ kinh tế để có thể sở hữu cho mình những chiếc laptop gaming cao cấp đến như vậy, đặc biệt là những bạn sinh viên vừa muốn phục vụ mục đích học tập cũng như là muốn mục đích chơi game. Với tiêu chí chọn laptop gaming thì thường mình sẽ có 5 tiêu chí để các bạn có thể lựa chọn. Thứ nhất là về CPU. Với laptop gaming tối thiểu các bạn sẽ được trang bị Intel Core i5 hoặc AMD Ryzen 5. Thứ hai là RAM, cần ít nhất 8GB RAM và nên lắp 2 thanh để có thể hỗ trợ tốt nhất khi các bạn chơi game. Ngoài ra, laptop gaming hầu như 100% sẽ nâng cấp được RAM nên lưu ý nâng cấp cho máy của mình để có thể chiến được những tựa game nặng như là game AAA. Thứ ba là GPU. Đây gần như là một yếu tố quan trọng giúp việc trải nghiệm game đạt hiệu quả tốt nhất với FPS cao. Thứ tư là tần số quét. Bình thường 60Hz đã là đủ, còn nếu các bạn chơi các tựa game FPS thì nên chọn màn 144Hz để có thể tối ưu hiển thị được mượt mà hơn. Và cuối cùng là dung lượng ổ cứng, tối thiểu phải là 512GB SSD. Thì sau đây sẽ là top 3 laptop gaming dưới 30 triệu đáng mua nhất đầu năm 2022 dành cho các bạn học sinh sinh viên. Hay nói chính xác hơn, top 3 mà mình chọn hôm nay thậm chí còn dưới cả 25 triệu đồng. Top 1, Asus TUF Gaming F15 FX506LH với mức giá hiện tại đang bán tại Anfat là 20 triệu 490 nghìn đồng. Chất gaming được thể hiện rõ ràng luôn ở phần thiết kế, tuy đơn giản nhưng lại cực cá tính với logo TUF Gaming ở chính giữa. Máy được làm bằng nhựa kết hợp với kim loại nhưng TUF Gaming lại ghi điểm nhờ đạt độ bền chuẩn quân đội, hoạt động tốt trong mọi môi trường khác nhau. Trọng lượng không quá nặng, chỉ khoảng 2,3kg. Kích thước màn hình tiêu chuẩn và tần số quét cũng tiêu chuẩn luôn, 15.6 inch, 144Hz, Full HD, tấm nền IPS với hơn 20 triệu đồng. Các bạn sẽ có một cấu hình ổn để có thể chơi được các tựa game hiện nay. Intel Core i5 10300H, 8GB RAM, nhưng có hai khe để các bạn có thể nâng cấp tối đa 32GB, 512GB SSD và NVIDIA GTX 1650. Bàn phím LED RGB 4 vùng chắc chắn sẽ làm hài lòng mọi game thủ. Top 2 gọi tên ngay em laptop gaming quốc dân Acer Nitro 5 AN51557 với mức giá hiện tại là 21 triệu 690 nghìn đồng. Tần số quét 144Hz cực ổn khi chơi các tựa game eSports cần FPS cao. Mức giá của Acer Nitro phiên bản này có thể coi là cực kỳ tốt khi chỉ hơn 21 triệu đồng. Mức giá này đã được giảm khá nhiều so với video trước mà Anfat đã làm cùng là phiên bản này của Acer Nitro. Cấu hình các bạn sẽ có là Intel Core i5 11400H, RAM thì đang là 8GB và để có thể đáp ứng được tốt nhu cầu chơi game cũng như là các tác vụ nặng khác thì mình nghĩ là các bạn khi mua máy nên nâng cấp thêm một thanh RAM nữa để hiệu năng được ổn hơn. Acer thì luôn tự hào về khả năng tản nhiệt của mình nên nhiệt độ của máy cũng khá là tốt. Chính vì thế khi bung hết hiệu năng thì Nitro 5 cũng rất ổn định. Nếu các bạn chơi game hay làm các công việc đồ họa trong một khoảng thời gian dài, bàn phím sẽ được trang bị LED đỏ và cân nặng nhẹ cũng chỉ với 2,2kg. Top 3 với mức giá nhỉnh hơn một chút, 24.990.000. Gaming Gigabyte G5. Ở phân khúc laptop gaming tầm trung thì Gigabyte G5 được trang bị đồ họa rời NVIDIA RTX 3050. Điều này thì cho phép khả năng cải thiện hình ảnh khi các bạn chơi game hay là làm các tác vụ đồ họa, đem đến một chất lượng hình ảnh đẹp, sắc nét và ít khi có tình trạng giật hay là xé hình. CPU Intel thế hệ thứ 11, Core i5 11400H, 16GB RAM và có hai khe để các bạn có thể nâng cấp tối đa là 64GB, 512GB SSD, màn hình cũng là 15.6 inch và tần số quét là 144Hz. Thêm vào đó, thông số khi đo đạc đạt lên đến 100% sRGB, cực thích hợp cho các tác vụ đồ họa như là làm video, chỉnh sửa hình ảnh. Tính di động cũng cao khi mà trọng lượng cũng nhẹ chỉ với 2,2kg, phù hợp với các bạn học về kiến trúc hay là cần làm đồ họa mà vẫn đáp ứng đủ nhu cầu giải trí. Tổng kết lại thì cả 3 mẫu laptop của video hôm nay đều sở hữu mức giá quá hấp dẫn để mua ngay tại thời điểm này. Vậy nếu là các bạn thì các bạn sẽ chọn mẫu laptop nào? Bình luận ở dưới cho mình biết nhé! Cũng như là link sản phẩm và các chương trình khuyến mại thì mình cũng sẽ để ngay dưới phần mô tả để các bạn có thể click vào. Hẹn gặp lại mọi người trong những video sau!